làm lễ khánh thành trong vòng chưa đầy 5 phút là xong. Đó, mọi người xong là mọi người đi về. Đó. Đi như vậy chỉ là vui nè. Ai có thời gian thì đi nè. À, Mạnh Thường Quân quyên góp thì thích thì đi, không thích thì gửi tiền. Cũng có người đi giùm đó. Cầu thì xây. Cầu xây là sắp xong hết rồi. Cầu này là cây cầu số 43. Tiếp theo xây hết cầu rồi thì thầy Thích Minh Chí sẽ đi kiếm những cây cầu mới nữa. Còn hết cầu mới nữa thầy sẽ đổi nghề khác. Cắt lung tung.